Rồi chào bà con nha. Mùng 4 khai trương đến mùng 10 rồi con. Bà con mua tất cả sản phẩm của cô ta. ZT 125, ZT 140, ZT 155, GT 90 hoặc dàn sới cha chan của Kubota Thái Lan sẽ được tặng cái máy xăng. Đây, sẽ được tặng cái máy xăng từ ngày mùng 4 khai trương âm lịch, được tặng cái máy xăng hoặc trả góp lãi suất 0% bà con, bảo hành 3 năm. Nói dạng Kubota bà con chỉ cần đưa trước 6 triệu thôi là có thể lấy máy về xài. Đây là số dòng Kubota cha chan anh rồi nha. Bảo hành 3 năm, mỗi năm nó có 1 hoặc 2 đợt đi tặng nhớt miễn phí cho bà con, thay lượt dầu miễn phí, làm vệ sinh miễn phí, kiểm tra máy miễn phí cho bà con. Bà con nhớ giữ sổ bảo hành với những số điện thoại nha, công ty sẽ điện xuống tặng nơi bảo hành cho bà con, tặng nhớt cho bà con, tặng lượt dầu nếu là lượt dầu tính cho hiện thay, vệ sinh mua do que mua gió hoặc vệ sinh máy cho bà con luôn. À, bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707. Đó là một số số máy Kubota ZT. Con nào có nhu cầu luôn 0886356707. Chị Trâm Chính.